Rồi em phát của vấp xin chào tất cả những anh em đã theo dõi kênh của em thời gian vừa qua nhé Thì hôm nay đã đạt mốc 15.000 người đăng ký Thì cảm ơn những anh em đã ủng hộ em thời gian vừa qua Cũng như xem kênh của em đăng ký kênh của em Thì hôm nay em review cho anh em là con FBD2 đó Máy khoan chính hãng của Milky Việt Nam Thì đối với con này thì đang có chương trình là mua thân máy tặng pin 45B và anh em có thể mua kèm sạc hoặc hoặc là không mua sạc nếu anh em đã có sạc rồi thì em set up bộ này là bao gồm một máy tặng pin 45 b và sạc mua thêm thì sẽ có giá là 5 triệu 900 ngàn đối với bộ này thì anh em lưu ý là bộ này kèm theo một cái thùng đựng thì free cái thùng đựng không có tính tiền nha anh em anh em lưu ý thứ nhất là free thùng free pin 45 b có nghĩa là khi anh em mua thân máy sẽ được tặng pin 45 b và thùng không có tính tiền còn bia đối với những em nào chưa có sử dụng thì anh em có thể mua thêm sạc này với giá 1 triệu 100 ngàn. Thì bộ này đang có giá là 5 triệu 900 ngàn. Một con máy khoan 3 chức năng Gen 3. Và động cơ không chổi than. Lực siết mô mêm xoắn lên đến là 135 Newton. Đó, con này là khoan 3 chức năng nha anh em. Rồi ok thì khởi động máy cho anh em xem luôn. thắng của nó thì rất là tốt này và anh em uh, lưu ý là nó không có kêu cạch cạch to giống như các hãng khác như dewalt kêu rất là to rồi uh... nói chung là cạch cạch đó thì tiếng nó là máy bình thường khi anh em thả cò nó cạch một cái thì do là thắng gấp cho nên nó kêu cái cạch kể để dewalt này kia rất là to nhưng mà nó là bình thường thì nhiều anh em không hiểu thì em giải thích cho anh em Dễ hiểu là khi anh em mua hãng Dewatt hoặc là một số hãng khác Thì khi anh em thắng máy thì nó kêu cái cạch Thì cái đó là bình thường nha nha Đó là khi nó thắng nhanh Thì uh, nhông nó còn đập Cho nên là nó kêu một cái cạch Anh em lưu ý Thì em sẽ test lại cho anh em thử cái đó nhé Đó, nó kêu cái cạch, nó mới dừng Đó, thì anh em lưu ý à, Con này lực siết lên đến 135 Newton Thì uh, rất là khủng đối với một con khoan Đó Vòng tua của con này thì đặt là 2.000 vòng trên 1 phút nó Vẫn chậm hơn vòng tua của thằng Dewatt nha anh em Dewatt là tới 2.000 vòng Nhưng mà con này lực siết lại hơn thằng Dewatt Dewatt là 95 Newton Con này tới 135 Newton Thì bộ này 5, ,5 triệu rưỡi dành cho những anh em nào mà có nhu cầu siêu tầm Hoặc là xài cho công trình Thì anh em có thể sắm bộ này Thì đối với những anh em nào quan tâm bộ này Có thể liên hệ em qua số điện thoại 08 888 40578 em sẽ hỗ trợ nhiệt tình đối với bộ này cho anh em. Còn anh em nào muốn mua khoan cả vít cả sạc, có nghĩa là mua khoan, mua vít, em sẽ tặng hai pin một sạc. Đó, có nghĩa là tặng luôn sạc nha anh em. Khi anh em mua khoan và vít em sẽ tặng là hai pin một sạc không tính tiền. Anh em lưu anh em mua hai body tặng hai pin một sạc đấy. Đó, thì giá của combo hiện tại là hai pin một sạc sẽ là một pin 5, pin 4 và sạc miễn phí thì đang có giá là 9 triệu 300 000 Bao gồm hai cái thùng anh em lưu ý Thì anh em có thể về là Lấy một cái thùng để làm đồ nghề Làm thùng đựng đồ nghề và lấy một cái thùng để đựng combo Đó là thì anh em có thể thiết kế đối với hàng Milky Rồi thì giới thiệu qua bộ này cho anh em những anh em nào chưa xem video trước đây em review thì giờ thấy lại thì anh em có thể xem tiếp video để tham khảo về con này. Thì con này thì anh em lưu ý là giá của Việt Nam thì có VT đầy đủ bảo hành 12 tháng chính hãng cho anh em kể cả bin, sạc đều bảo hành 12 tháng và anh em lưu ý pin tặng là pin zin đó sạc là sạc điện từ 100V đến 240V anh em có thể xài điện 100V đến 240V nữa rất là tiện ích thì sạc của nó là đi kèm là 18 cổng 18V và cổng 12V anh em có thể tham khảo và có thể sử dụng rồi cảm ơn anh em đã xem video qua cái video này nè, xem em review về một cái máy Khoan của dòng Milwaukee 18V thì anh em nào xem có thể cho em một like Đó. để nhiều người biết đến video của em hơn thôi. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nhé. Thì chúc anh em buổi tối vui vẻ. Đối với bộ này anh em nào cần hỗ trợ về giá này kia thì anh em có thể inbox riêng cho em. Còn giá niêm yết chính hãng sẽ là 5 triệu 900 ngàn. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em tối nay ngủ ngon. Và cảm ơn 15 anh 15.000 anh em đã đăng ký kênh của em, đã đạt 15.000 rồi. Rồi, cảm ơn anh em nhé.